Kinh văn: Nữ đẳng nhất nhân phát chân quy nguyên thử thập phương không giai tất tiêu vẫn vân hà không chung sở hữu quốc độ nhi bất chấn liệt. Việt dịch: Nếu chỉ có một người trong các ông phát minh chân lý và quay về bổn tánh, thì mười phương hư không đều tiêu mất. Làm sao các cõi hư không kia lại không bị hủy diệt? Giảng, nếu chỉ có một người trong các ông phát minh chân lý và quay về bổn tánh, phát minh chân lý và quay về bổn tánh có nghĩa là thành Phật. Chứng quả vị thứ tư của hàng A La Hán cũng có thể được gọi là nhận ra chân tánh quay về bổn tâm. A Nan, nếu một người trong các ông thành Phật thì mười phương hư không đều tiêu mất, làm sao mà các cõi hư không kia không bị hủy diệt? hư không không còn nữa thì làm sao thế giới còn tồn tại được thế giới cũng đều tiêu trầm luôn vậy hư không do si ái mà thành khi phát minh bổn tánh thành phật thì si ái cũng không còn nên hư không tiêu mất có người nói nếu có nhiều người đã thành quả vị phật rồi thì lẽ ra hư không phải hoàn toàn tiêu diệt hết thế tại sao hư không chưa biến hẳn đi từ cái nhìn của hàng phàm phu thì hư không còn tồn tại, nhưng chư Phật thì nhìn thấy chẳng còn có hư không. Đó là cái nhìn sai biệt. Thế nên các ông không nên luận bản theo lối khái quát. Ví dụ, như người đạt được ngũ nhãn thì có thể nhìn thấy được những gì đang xảy ra ở nước này và nước khác cách xa ngàn dặm ông là người chưa có được phật nhãn liệu có thể nhìn thấy được những việc này chăng do vậy ta không thể nói tôi thấy được nó nên nó phải hiện hữu quý vị có thể thấy như nó đang tồn tại nhưng qua tầm nhìn của đức phật thì không có gì tồn tại cả ngay cả hư không cũng chẳng có kinh văn Nhữ bối tu thiền, sức tam ma địa, thập phương Bồ Tát, cập chư vô lậu, đại A-la-hán, tâm tinh thông vẫn, đương xứ trạng nhiên, việt dịch. Các ông tu thiền đạt được chánh định, tâm ông thông suốt, hợp với tâm của chư vị Bồ Tát, và các vị vô lậu đại A-la-hán trong mười phương đã an trụ trong trạng thái vắng lặng, rằng khi các ông tập trung vào tu thiền đạt được chánh định, chân tâm ông thông suốt hợp với chân tâm của chư vị bồ tát và các vị vô lậu đại a la hán trong khắp mười phương đã an trụ trong trạng thái vắng lặng Ông không còn phải tìm kiếm sự thanh tịnh vắng lặng ở đâu nữa mà nó ngay ở nơi ông, sự thanh tịnh vắng lặng ở ngay nơi thân tâm ông, đó chính là Như Lai tạng tánh, nó trùm khắp cả pháp giới. Tại sao tâm của chư vị Bồ Tát và các vị A La Hán lại thông hợp với những người tu tập thiền định, vì cùng tu tập đại định như nhau, họ đều dùng pháp phản văn văn tự tánh nghĩa là hướng tánh nghe vào bên trong để nhận ra tự tánh của mình cho đến khi thành Phật Đạo. Quý Ngài đều tu tập hành trì thủ lăng nghiêm đại định, vì vậy nên tâm thức họ hoàn toàn thông suốt, ngầm hợp như thể có dòng điện nối liền giữa họ với nhau sự liên quan này không chỉ xảy ra ở cảnh giới của chư phật chư bồ tát và các vị a la hán mà nó cũng thường xảy ra đối với hàng phàm phu ví dụ khi quý vị nghĩ về một người nào đó thì tư tưởng của quý vị sẽ liên lạc với người ấy giống như đánh điện tín người kia có biết không quý vị thử hỏi bản tánh của người ấy thì biết rõ dù tâm thức của họ có thể không hề biết trên bình diện bản thể thì hoàn toàn có thể biết được tâm thức của người khác như vậy nếu tôi nghĩ về một người nào đó thì người ấy cũng nghĩ về tôi như vậy hay sao ông có thể suy nghĩ cho đến khi chết mà chẳng có ích gì cả giống như tánh si ái mà tôi giảng trước đây nếu một người si ái anh ta sẽ nghĩ về những cảnh đam mê tình ái suốt ngày không lúc nào dừng lại được những vọng tưởng ấy tự một mình anh ta suy nghĩ cho đến chết anh ta chết như thế nào anh ta nghĩ đến một người phụ nữ cho đến khi hai người cùng nhau kết hôn khi kết hôn rồi họ trở nên lộn xộn rối loạn sau một thời gian sống trong hỗn độn rối loạn rồi họ chết kết hôn có nghĩa là sống trong hỗn độn rối loạn không sáng suốt được chút nào cả trong hán văn quý vị có thể suy luận về nghĩa của hai chữ kết hôn hôn có nghĩa là mở tối